Còn một cái việc nữa là tôi vẫn phải nhắc lại, mà việc này nó thật, nó đau đáu trong lòng của tôi, đó là việc Út Hà dựng lên một cái kịch bản chụp hình cưới cho Chim Sâu và Long Tứ. Thì bởi vì cái dự án về chồng răng là coi như là thất bại rồi. Không phải thất bại mà đã thu được một mớ rồi. Sở hụi đã có rồi. Bây giờ còn làm được gì nữa? Không có răng lên đâu mà nhổ. Mà nó đã có răng giả rồi. Thì bây giờ mà làm răng thì tốn tiền thôi, thì cộng đồng Mạnh Thường Quân gửi được tí nào tôi từ bỏ túi đồng đó. Bây giờ bươi ra có khi là còn phải đi làm răng là tốn hơn. Cho nên im đi, chìm xuồng. Coi như chìm xuồng. Cái số tiền đó Mạnh Thường Quân gửi cho Út Hà, bây giờ con Chim Sâu nó cũng không biết là còn bao nhiêu. Mà nhớ là ngày xưa lúc ở nhà của bà Út Gà đó, là Mạnh Thường Quân đã gửi cho con thằng Long Tứ và con Chim Sâu là 6 triệu. Con Chim Sâu nói là bỏ vào tài khoản thằng Long Tứ trong ngân hàng để sau này chữa bệnh cho Chim Sâu. Con Chim Sâu nó còn nói tiền này là tiền chữa bệnh. Sau này nó cũng vẫn cứ lèo đéo, nó hỏi hoài cái tiền chữa bệnh. Thì bây giờ 6 triệu đó thằng Long Tứ chắc nó cũng nuốt hết. Chúng mày ăn bẩn, chúng mày ăn dơ giấy như vậy mà chúng mày không thấy mắc cỡ, không thấy lương tâm cắn rứt. Mà cộng đồng mạng người ta lên tiếng như vậy rồi mà vẫn cứ cố chày cố cối. Không có biết đâu là nẻo đường đi lối về, lạc lối, đồng tiền làm cho chúng mày mờ mắt hết rồi. Cái việc mà chụp hình cưới cho con Chim Sâu và thằng Long Tứ, đây là một trong những cái chiêu trò mà vợ chồng thằng anh nuôi, thằng Hiếu với con Mai nó dựng lên cho con Út Hà để làm. Một mũi tên nó bắn trúng hai đích. Đích thứ nhất là dùng cái hình ảnh, cái ảnh cưới này để đặt lên trên cái YouTube của thằng, làm hình nền cho YouTube của thằng Long Tứ. Để làm chi? Để mà cho cộng đồng mạng, những cái fan cứng, fan mù mắt á, tung hô lên đẹp quá, đẹp quá. Thế nhưng mà có gửi tiền không? Gửi tiền không hay cứ tung hô thôi? Còn Mạnh Thường Quân người ta gửi tiền mà ta nhận ra rồi, ta không gửi cho đâu. Thứ hai là làm nhục chị Bán. Mày là một cái con mà không còn một chút nào cái lương tâm, lương tri, hiểu biết một cái gì hết. Mày không phải là cha căng chú kiết, mẹ không phải, gì thì không, họ hàng thân thích không phải, đứng ra lôi cổ con người ta ra để mà chụp ảnh cưới. Mày ngu dốt, mày vô liêm sỉ, mày thật học tới mức mà tao nói là cái việc làm này, chị nói thật với Út Hà nhá, cái việc làm này đến một người nông dân bình thường ở làng quê chắc người ta cũng không làm đâu. Chỉ có những cái người mà đi kiếm ăn mánh khóe, ăn xin trên cộng đồng mạng mới nghĩ ra và dám làm. Bởi vì người ta biết rằng nếu làm cái việc này là nó trái đạo lý, nó không đúng. Nếu tự thằng Long Tứ với con Chim Sâu nó đi làm, ok. Tự hai đứa đó nó đi làm là chuyện của chúng nó. Chúng nó có quyền. Nhưng đằng này một con mụ tú bà chăn dắt đưa nó đi. Giống như là cái bác ngày hôm nay bác hỏi đấy, cái tiền đó thì mày để chi phí cho nó đánh phấn, bôi son, thuê áo cưới, chụp ảnh. Cái tiền đó thì để mày mua gạo, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo đi. Sao mày làm những cái trò vô bổ vậy, những cái trò không giống ai vậy. Ở đây là dưới bàn tay của đám chăn dắt, bàn tay của Út Hà, của Lo, của Minh Hiếu, của chị Mai Dù. Chúng mày nghĩ rằng là cộng đồng mạng này sẽ im miệng lại hả? Cộng đồng mạng này sẽ nhắm mắt lại à? Không biết gì hết à? Bất cứ hành động nào của chúng mày, việc làm nào của chúng mày không qua mắt được cộng đồng mạng đâu. Không phải chỉ có một đời thường đâu. Hàng trăm, hàng nghìn đời thường đấy. Cặp mắt của con người ta nhìn vào đấy. Cho nên trước khi muốn làm cái gì, hãy suy nghĩ. Tí nữa ta mới nói cái chuyện con Hạ nó nói là trước khi làm điều gì cũng phải suy nghĩ. Ta sẽ hỏi Út Hà xem mày có suy nghĩ trước khi mày làm những điều ấy không? Để tao cho mày biết mấy câu mày phải suy nghĩ.
Nói thật chứ, không thể nào mà chấp nhận được một cái người đàn bà mà tự nhiên đi bắt một cái đứa tâm thần 36 tuổi về mà tự nhiên xưng mẹ con, miệng thì ngọt xớt đi. Mày thương con chim sâu chỗ nào? Con mày đấy, cháu mày đấy, gia đình mày đấy, ông bà, cha mẹ đấy, mai dù thiếu, chúng mày không lo nổi. Mà thân chúng mày nhìn nó cũng chưa ra người mà, chưa phải là người đẳng cấp, chưa phải là người đủ tiền để mà làm thiện nguyện. Nói thẳng một câu như vậy, cái xe ô tô chúng mày còn phải đi mượn, cái xe hơi còn phải đi mượn, không có nổi xe hơi mà đi làm thiện nguyện. Vậy thì chỉ có đi làm thiện nguyện để kiếm tiền mua xe hơi thôi. Ở dưới quê bây giờ khối nhà người ta có xe hơi, khối nhà người ta cũng có biệt phủ, người ta mới đủ khả năng để người ta làm thiện nguyện chứ. Còn như chúng mày bây giờ mặc cái bộ quần áo còn không giống ai, lấy được mấy đồng tiền của Mạnh Thường Quân đi ra đập phá, đi chơi, đi ăn, rồi quay clip lên. Sao chúng mày không biết nhục biết nhã như vậy? Đồng tiền mồ hôi nước mắt của Mạnh Thường Quân, người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sự nhục nhã, đánh đổi cả thân xác, đánh đổi tất cả mọi thứ, tình cảm, gia đình, quê hương, máu thịt, kiếm tiền gửi về cho tụi bay, tụi bay ăn chơi, tụi bay xài, cho thằng Long Tứ nó phè phỡn, cho con Út Hà nó chảnh chọe, mở miệng ra là có tiền không, cần tiền không, tiền đây. Giờ này thì hết rồi, con nói gì được nữa. Từ giờ tới Tết âm lịch, các quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước siết thật chặt cái hầu bao của mình lại, không có gửi nữa, để xem rồi cái Tết này con Út Hà nó làm thiện nguyện đến cỡ nào. Nó nói là chồng con nó đi làm phụ hồ, đi làm hồ về, đưa tiền cho nó để mà nó đi làm thiện nguyện, để nó cứu giúp mọi người cảnh khổ. Thế thì thử hỏi xem rằng từ nay trở đi đến Tết không có gửi tiền về cho nó. Tôi nói thật với các quý vị này, các quý vị Mạnh Thường Quân á, không giúp thì những cái mạnh đời bất hạnh đấy họ vẫn không chết đâu. Tôi nói thật, nếu các quý vị không giúp những người ở trên bệnh viện á, mà người ta mổ xẻ, người ta bệnh nani là người ta chết. Chứ còn những người nghèo ở làng quê, cùng lắm thì ra vườn hái bó rau xuống dưới rạch bắt con cá, cùng ít gạo bà con chòm xóm người ta cũng cho nhau được đấu gạo, chứ không phải không cho. Nói thiệt, không ai để cho ai chết đói ở quê đâu. Tôi nói thật, đi khắp Việt Nam không ai chết đói. Nghèo thì có, chứ chết đói là không. Có đúng không đời thường? Dạ, chính xác chị. Ngày xưa thì bảo là chết đói, chứ bây giờ làm gì có chuyện chết đói, đúng không? Dạ. Chỉ có cái là nghèo thôi, ăn cơm không có thịt, hoặc là không được sung sướng như những cuộc sống bình thường thôi. Chứ đừng có nói là người ta chết đói. Cho nên các quý Mạnh Thường Quân siết hầu bao lại, cũng không ai chết đói đâu. Nhưng mà với những người bệnh tật nani thì các quý vị cần phải giúp đỡ, vì không có tiền là người ta có thể chết. Nhưng mà không có ăn ngon ấy không chết đói, còn ăn dở thì bây giờ nó thật, cuộc sống ở Việt Nam á, không có người nào chết đói. Tôi nói thật, lúa gạo bây giờ rẻ rề, thức ăn cũng không phải là khó khăn ở làng quê. Ra cái vườn siêng năng ra là trồng rau là có rau, siêng nhăng ra ra đìa là có con cá, bắt con cá con cua lên ăn rồi. Ở miền Tây phải nói là gạo trắng nước trong, thiên nhiên ban đãi cho con người ta một cái cuộc sống rất là dễ sống. Cho nên đừng có lo họ chết đói, đừng có lo họ nghèo. Chính tôi đây này, một người đã tốt nghiệp đại học mà đã có những lúc Tết tôi không có tiền để tiêu, có những lúc như vậy, nhưng mà vẫn phải cắn răng để chịu. Đó là hoàn cảnh của mình, mình không có tiền, đó là do cái hoàn cảnh của mình phải vượt qua. Có thì ăn, không có thì nghỉ. Mình cứ ăn bình thường, mình vẫn làm con người, mình vẫn sống được qua cái Tết. Không phải vì phải có thịt, có xôi, có chè, phải có đánh bài mình mới có cái Tết à. Mình nghèo thì mình phải chấp nhận cái phận của mình nghèo đi. Cho nên các quý vị Mạnh Thường Quân đừng có lo đồng bào của mình không có Tết. Tôi nói thật với các quý vị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, đừng lo đồng bào không có Tết. Tết là ở tinh thần,
Tết là tình làng nghĩa xóm, Tết là ở trong cái sự đùm bọc với nhau. Mà người ở nhà quê người ta đùm bọc nhau lắm. Tôi nói thật với các quý vị như vậy, họ không để ai chết đói đâu. Cho nên các quý vị từ giờ cho đến đến Tết âm lịch là không có chuyển tiền cho con Út Hà nữa. Bởi vì chuyển tiền cho con Út Hà chỉ để mà con Út Hà làm béo thằng Long Tứ, làm béo nó thôi, chứ không có đem lại cho những người kia được bao nhiêu đâu. 10 cân gạo, chai nước mắm, gói bột ngọt, cân đường. Thật sự là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhưng mà nó cũng không giải quyết được vấn đề cho cuộc sống lâu dài của họ. Mà họ phải tự giải quyết cuộc sống của họ. Họ nghèo, họ khổ, họ phải lao động. Họ phải kiếm sống. Chứ còn nghèo và khổ mà cứ ngồi đó mà kêu nghèo, kêu khổ. Ví dụ như người ta cháy nhà, cháy cửa, không còn cái gì nữa hết. Mình giúp đỡ cho người ta cái giường, cái chiếu, cái bát, cái chăn, cái mền. Ok. Chứ còn những cái người như con chim sâu với thằng Long Tứ có gì để mà cứ phải o bế mãi vậy? Có gì mà cứ phải cho mãi vậy? Nào là tiền cho nhổ răng, nào là tiền cho mua đồ, nào là tiền cho làm nhà. Sắm từ cả cái bộ karaoke cho đến điện thoại đời mới. Nghĩa là không thiếu một cái chân răng kẽ tóc, từ chân răng tới kẽ tóc. Các quý vị thử thấy xem là có phải rằng là các quý vị thấy rằng là cái việc làm tốt của mình mà nó trở thành tai hại không? Nút Hà nó đã dựng lên một cái hình ảnh chim sâu, Long Tứ như một cái cặp vợ chồng. Tức là nó cho hai đứa chụp ảnh với nhau, chụp ảnh cưới, nó chơi trang điểm lên. Mà trang điểm lên thì ai chả đẹp, cú cũng thành công. Chứ đừng có nói là con chim sâu. Ai mà trang điểm lên cũng đẹp hết á. Quan trọng nhất là lột cái mặt nạ đấy ra xem mình là ai. Bởi vì đàn bà mà sau khi tuột cái lớp son phấn ra mới biết được là đàn bà đẹp hay không. Cho nên nó dựng lên cái hình ảnh chim sâu và Long Tứ là một cặp vợ chồng. Để làm gì? Để mà ma mị cộng đồng mạng. Để mà ma mị Mạnh Thường Quân. Để mà rút ruột của Mạnh Thường Quân. Nhưng mà thực tế ra trong đó là có sự chia chác của Út Hà trong đó. Bất kỳ hành động nào, việc làm nào của Long Tứ mà xin được tiền, kiếm được tiền thì phải chia cho Út Hà. Tôi đã thẳng một câu, chứ không thể có cái chuyện ăn không được. Không có cái chuyện mà con Út Hà nó giúp không thằng Long Tứ, con chim sâu đâu. Nói như cái bác thì nói ngày hôm nay đi. Không ai cho không ai cái gì hết. Ở đời này là không ai cho không ai cái gì. Ngay cả các Mạnh Thường Quân mà có cho những người nghèo khổ là người ta cũng muốn giúp bớt. Người ta cảm thấy người ta thành đạt, người ta cảm thấy người ta vượng lên rồi, người ta cũng nên là xả bớt ra, tán lộc đi. Thì cũng có mục đích là để làm gì? Để có phước báo. Kể cả cái việc các vị gửi tiền về cháu Út Hà là vô tư lự, nhưng cũng mục đích là có phước báo. Không ai cho không ai cái gì cả. Cho nên các quý vị phải gửi cho đúng người, đúng chỗ, đúng lúc, đúng địa chỉ. Không để cho những cái kẻ ở trong nước lợi dụng chúng ta ở nước ngoài, vất vả khổ cực kiếm được đồng tiền mà để bây giờ chúng nó ăn chơi phè phỡn, bày ra đủ chiêu trò. Với các quý vị cứ đi vòng quanh một cái góc của mạng xã hội thôi, các quý vị thấy đủ chiêu trò kiếm tiền, không thiếu một kiểu gì. Bây giờ không có cái kiểu mà đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng mà cày ruộng hoặc đi làm ở công xưởng, nhà máy lười lắm. Bây giờ là anh hùng bàn phím, nó kiếm tiền kiểu đó. Bây giờ nếu như không có những người như đời thường lên tiếng như vậy thì thử hỏi rằng là bao nhiêu người lầm. Kêu ra rả như thế mà vẫn bị lầm. Nói xối xả như thế mà vẫn bị lầm. Phẫn nộ như vậy mà vẫn trơ ra. Cố chày, cố cối. Biết không sợ súng. Coi như là đồng tiền nó đã đánh mất cái nhân cách rồi. Không còn cái gì để mà xấu hổ, để mắc cỡ cả. Cho nên cái việc mà dựng lên cái hình ảnh chim sâu với cái hình ảnh cưới đấy. Mục đích là để xin tiền, mục đích là để làm nhục chị bán.
Mà đây là cái thằng Minh Hiếu, nó muốn làm nhục chị Báng, bởi vì nó đã từng chửi chị Báng rất nhiều trên các cái clip của nó. Mày nên im miệng đi Hiếu ạ, cô nói thật, để lấy cái phước đức cho con của mày. Mày có con gái thì con gái nó mang đức cha, mà mày có con trai thì con trai nó mang đức mẹ. Cho nên mày phải hết sức cẩn thận, đừng là tạo nghiệp. Mày cũng không đến nỗi nào đâu, cũng không khổ sở, không nghèo hèn đâu. Thôi dừng đi, đừng sỉ nhục người ta nữa, làm những cái trò đi bắt cóc con người ta về, quay lại, giam giữ lại, quay clip, kiếm tiền, ma mị cộng đồng mạng, ma mị Mạnh Thường Quân. Cũng may là có những người như Đời Thường, từ Đời Thường mà có nhiều những cái khán giả có cái tiếng nói, chung lòng chung sức để mà đấu tranh. Chứ còn nếu bây giờ không ai nói thì ai biết được mù nào mà lần. Con Út Hà coi như là múa tay trong bị, thỏa sức để kiếm tiền. Cho nên bây giờ cứ quan sát đi, thời gian này Út Hà không còn lên clip nhiều, không còn đi quay các cái hoàn cảnh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Mạnh Thường Quân đã ngưng chuyển tiền rồi, bớt chuyển tiền rồi. Thế không còn tiền nữa thì làm từ thiện bằng cái gì? Làm bằng hai tay à? Đem tay ra mà làm từ thiện à, Út Hà? Làm thiện nguyện. Thiện nguyện nói như cái bác gì phân tích đấy. Thiện nguyện là làm từ thiện một cách tự nguyện, từ chính mình, chứ không phải đi vơ tiền của thiên hạ rồi đem đi ăn bớt ăn xén, xong rồi thí cô hồn được mấy đồng cho người nghèo người khổ. Tội trong tội. Giờ này làm gì còn tiền nữa để mà lên mạng để mà quay hoàn cảnh. Tí nữa tôi phân tích cái hoàn cảnh ở Đồng Nai, tại sao Út Hà từ chối không đến quay cái hoàn cảnh ở Đồng Nai. Tí tôi phân tích cho các quý vị thấy. Rồi khi mà Út Hà vào clip thì Út Hà nói là không thấy Tony đâu. Ai là người Út Hà quan tâm? Tony. Dạ thưa Út Hà, anh Tony còn chuẩn bị cho Giáng sinh ở bên Mỹ ạ. Anh Tony cũng không có ngu nữa để mà gửi tiền cho Út Hà đâu. Vào cái không thấy anh Tony. Không biết anh Tony nhiều tuổi ít tuổi mà cũng gọi bằng anh chứ. Cho nên tôi nói thẳng một câu, Tony tôi cũng tiền không phải là tiền núi để mà bỏ vào cái hang chuột ấy. Cho nên là cái việc mà Út Hà hỏi không có anh Tony, thế tại sao mà Út Hà lại quan tâm đến Tony đến vậy ạ? Út Hà có phải là vì là hỏi Tony để mà muốn hỏi xem là sao dạo này không thấy anh gửi tiền về để cho em đi phát tật, em không còn được khua chiêng gõ mõ để chuẩn bị đi phát gạo nữa. Tôi nói xin lỗi các quý vị này nha, tôi có một người bạn ở bên Mỹ, hai vợ chồng thì về Việt Nam, vợ thì vẫn bên Mỹ, vợ thì mới sang thôi, rất chịu khó làm thiện nguyện, đi phát gạo, đi phát mắm, phát muối để nọ kia, đùng cái ông vẫn bị bệnh, ông chết. Thế thì có phải rằng cứ làm như vậy là được phước báo không? Không có đâu. Trước hết là mình phải chăm sóc bản thân, thứ hai là mình phải là người tốt, người tử tế. Còn cười trời kêu ai thì người ấy dạ thôi, chứ không phải rằng là cứ đi làm từ thiện, cứ phát trần, cứ làm như vậy là mình sẽ tốt, mình sẽ ngon lành ấy. Thế Út Hà làm thiện nguyện bao lâu rồi Út Hà? Mà thử xem trong gia đình mình có nhiều phước báo không? Con mình thế nào? Anh chị em gia đình mình ra sao? Mình thử xem lại đi. Có họa không hay là phước nhiều hay họa nhiều? Ở đây tôi không muốn nói một câu nặng nề, tại vì nói như vậy người ta nói rằng mình chù úm người này người kia. Nhưng mà thực tế là tôi không có tin. Ngày hôm nay tôi nói chuyện với một người bạn, anh là người Úc, thì nói chuyện về tôn giáo. Anh là đạo Thiên Chúa giáo và tôi thì là đạo Phật. Thế tôi, anh hỏi tôi là mày có tin không? Tao bảo tao không tin. Ông cũng nói là tao không có tin. Nhà thờ cũng chỉ để lừa, để quyên tiền thôi. Mà nhà chùa bây giờ cũng lừa để quyên tiền thôi. Tôi thật các quý vị chứ bây giờ á, rất nhiều nhà chùa mà sư trụ trì á là làm giàu cho cả dòng họ, đưa cả cha mẹ, họ hàng anh em vào trong chùa để làm
công quả trong ấy, phải sống trong chùa luôn, vương giả lắm, tôi nói thật. Xe Mercedes, điện thoại là đời mới vừa tu chứ không phải là xài cái dạng mà iPhone của 15 hay là 13, 14 đâu, không phải đâu. Tôi nói thật các quý vị như vậy. Cho nên chúng ta phải hết sức tỉnh táo trong cái vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Tôi đã nói rồi, bất cứ tôn giáo nào mà theo đúng nguyên lý của nó, Thiên Chúa thì Chúa cũng dạy con người chân thiện mỹ, mà Đức Phật thì cũng dạy con người chân thiện mỹ. Mà chỉ có sau này khi Chúa mất đi rồi, Phật mất đi rồi, thì con người ta nó trồi lên những cái ma quỷ và nó dựa vào cái tôn giáo ấy để rồi mà nó ma mị, nó đánh lừa người khác, moi tiền người khác. Cho nên tôi nói thẳng một câu, các quý vị có tiền trước hết hãy giúp những người trong dòng họ, gia đình nhà mình đi, bạn bè của mình đi, thân quyến của mình đi, quen biết của mình trước, sau đó đầy đĩa mới tràn xuống mâm.